Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Pháp môn nhẫn nhục. Quý vị nên biết rằng, cái ông sư phụ này rất cay nghiệt, chứ không ngọt ngào gì đâu. Có lúc tôi cay nghiệt đến nỗi đệ tử tôi phải chảy cả nước mắt, nước mũi nữa đó. Nay tôi xin kể cho quý vị biết là tôi làm sao mà học được cái tánh cay nghiệt như thế. Khi 16 tuổi, tôi bắt đầu giảng kinh Kim Cang. Trong kinh có nói về một vị tiên nhẫn nhục. Vị này dù bị vua Ca Lợi chặt đứt cả tứ chi mà vẫn không hề sanh tâm sân hận. Sau khi đọc câu chuyện đó, tôi bèn phát nguyện học theo và một lòng nhất tâm tu pháp môn nhẫn nhục. Tôi biết tánh mình bẩm sinh là cay nghiệt và can cường bướng bỉnh, cho nên tôi phải tu pháp môn nhẫn nhục là thích hợp nhất. Nhưng một khi tôi hạ quyết tâm, thì bao nhiêu khảo nghiệm thử thách từ bốn phương tám hướng ào ào kéo tới. Có người xưa nay chưa từng mắng tôi, giờ này cũng mắng tôi. Người vốn chưa hề đánh tôi, giờ đây cũng đánh tôi. Bạn bè trước đây vốn đối xử với tôi rất tốt, kết quả lại chuyên môn công kích tôi. Thế nên tôi tự xét rằng, mình giảng kinh Kim Cang cho người ta, trong kinh có nói về ông tiên nhẫn nhục bị cắt đứt cả tay chân mà không sanh lòng sân hận. Hiện nay, những người này chỉ chửi mắng mình, công kích mình, chứ họ chưa đến nỗi chặt đứt tay chân của mình. Nếu mình không thể nhẫn nhục, thì làm sao mình còn giảng được kinh Kim Cang nữa đây? Vì thế, tôi bèn hạ quyết tâm là phải nhẫn nhục. Bất luận ai đối với tôi không tốt, thậm chí là họ muốn hại tôi cũng đều nhịn nhục hết. Kết quả là tôi không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Kỳ thật, những người này không phải muốn đến hại tôi, mà trái lại, họ giáo hóa tôi, xem tôi có chịu nổi mấy thứ khảo nghiệm đó không. Ai mắng tôi thì tôi hướng về người đó khấu đầu đảnh lễ. Có ai đánh tôi thì tôi ngủ ngay một giấc cho họ xem. Lúc còn ở nhà, tôi vẫn thường thường bị mấy thứ như thế đả kích. Nhưng sau khi xuất gia, các bậc thiện tri thức cũng lại tới lui không dứt. Ôi thôi, những vị xuất gia trước sau, tả hữu bao quanh bên tôi, chẳng một ai xem tôi ra gì. Họ đều coi tôi như một cái gai trước mắt, đều muốn ức hiếp tôi. Có ông thầy khi thấy tôi thắp hương bèn mắng lớn: "Chú mà xuất gia cái gì, thắp một cây nhang cũng không biết, thật là đần độn, còn dám nói đến xuất gia nữa sao?" Lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng, à, khảo nghiệm lại đến nữa rồi. Tiên nhân nhẫn nhục bị vua Ca Lợi chặt đứt tay chân mà không sân hận, còn hiện nay mình chưa bị như thế mà. Được rồi, thì cứ khấu đầu đảnh lễ ổng. Thế là tôi đến trước mặt thầy đó, khấu đầu cúi lại để cảm ơn ổng đã giúp đỡ tôi. Lúc bấy giờ, bất luận là những bậc thiện tri thức, xuất gia hay tại gia, họ đã không ngừng đến giúp đỡ tôi như thế. Nhưng lòng tôi đối với họ vẫn không một mảy may sân hận. Mỗi lần như vậy, tôi đều hồi quang phản chiếu. Nhất định là lúc xa xưa mình đã không hề giúp họ, trái lại hôm nay họ lại giúp mình, vậy mình phải cảm tạ họ mới phải chứ. Bây giờ các vị đã hiểu rõ chưa? Sư phụ của quý vị là ông thầy như thế đó, là ông thầy chuyên môn tu hạnh nhẫn nhục, chuyên môn bị người ta ức hiếp. Tôi chuyên môn nhẫn nhịn những cái người ta không thể nhẫn, nhường những cái người ta không thể nhường. Con người như vậy thì có lợi lộc gì? Nhưng quý vị đã quá bất hạnh vì gặp phải một người chẳng có ích lợi. Vậy sao quý vị vẫn còn muốn học tập theo cái ông sư phụ ngu si này hả? Nhưng khi quý vị đã theo tôi rồi, tôi cũng không thể không kể lại chuyện quá khứ từng trải của tôi, là tôi đã đến từ con đường tu hạnh nhẫn nhục đó. Quý vị học Phật không nên nghe cho nhiều Phật pháp rồi lại không chịu thực hành, mà hãy nên cung hành một cách thực tiễn
quý vị nên tự bản thân y chiếu và cố gắng áp dụng theo những điều răn dạy của Đức Phật. Chúa Giêsu đề xướng chủ thuyết ái địch là yêu thương kẻ thù địch. Đối với người không tốt với ta, thì ta lại càng phải yêu thương người đó. Còn Phật giáo chủ trương quán thân bình đẳng là dù thân hay thù, mình cũng đều xem như nhau. Lòng nhân từ của chúng ta đối với ai cũng nên bình đẳng, không phân biệt thân sơ, khinh trọng. Nếu người học Phật không thể thực sự hành theo, thì học đến bao giờ cũng chỉ là học cạn cợt bên ngoài, chứ không thể nào đạt được sự lợi ích chân thật. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Bước đầu học Phật nhất định là phải tu nhẫn nhịn. Cứ kể như là có người muốn giết mình cũng không nên có tâm sân hận. Thậm chí là nếu so với chỗ tu hành của ông tiên nhẫn nhục, chúng ta lại càng phải tiến hơn một bước. Nhưng đó cũng không phải có ý nói ông tiên tu nhẫn nhục bị chặt đứt tay chân mà không khởi tâm sân hận. Vậy bây giờ anh có thể chặt thân thể của tôi đi, tôi cũng không sân hận đâu. Đó là bắt chước người ta, chứ không phải là từ ý của mình. Như vậy là bị hạng nhì rồi. Không những tay chân mình dù có bị chặt, mình chẳng giận hờn. Thậm chí nếu thân bị bầm tan xương thịt nát, mình cũng không nên sân hận. Bởi vậy, khi có người phỉ báng tôi, hoặc giả đối xử không tốt với tôi cũng chẳng giận hờn. Giảng ngày 1 tháng 12 năm 1990. Ha ha ha,